vượt qua tất cả khổ ách. Đừng có chạy mà. Tại sao người này lại hoảng loạn như vậy hả sư phụ? Không, đừng có chạy nhanh như vậy chứ. Chó con à, sao ngươi lại cắn người ta vậy? Buông ra mau. Thiệt may quá. Tôi chết rồi, chạy mau. Đại thúc à, cái mông của chú có vấn đề kìa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Xem ra chuột đã gặp trộm rồi. Gặp kẻ trộm mà. Thật vậy sao? Ngươi thật là đã cắn vào mông của người ta mà còn đắc ý như vậy, làm ta phải chạy theo ông ấy xin lỗi nữa. Thưa sư phụ, con chó này cắn vào mông của người ta nữa kìa. Ủa, Hoan Hỷ, miếng vải này ở đâu ra vậy con? Là do nó cắn rách cái đít quần của người ta đó. Thưa sư phụ, con chó nhỏ này còn nhỏ, nó không cố ý đâu. Mà muốn phạt thì phạt con đây. Hoan Hỷ à, chùa của chúng ta trở nên loạn xạ như vậy, lẽ nào để không nhận ra hay sao? Hả? Nhận không ra cái gì? Chùa của mình đã bị trộm đó. Hả? Thật vậy sao? Chùa của chúng ta thật sự bị ăn trộm hả? Wow, mệt quá à. Nếu ta mà biết được hắn là tên ăn trộm thì ta nhất định sẽ đi cắn vào mông của hắn. Chỗ của chúng ta ở đây có gì đáng giá đâu mà trộm chứ, làm cho mọi thứ rối tung lên nè. Đúng là như vậy đó. Cứ coi như người này không phải là trộm, nhưng cũng là đầu tồi. Trộm không được thứ gì mà còn quậy lung tung như vậy nữa, thật đáng ghét quá. Đúng vậy, rõ ràng là lính chùa người ta ăn trộm đồ, thật là không thể tha thứ được. Các con đừng vội tức giận, hắn sao vào đường trộm cắp, nói không chừng cũng có nỗi khổ tâm riêng. Người của cục cảnh sát không phải đã nói nếu bắt được người sẽ thông báo sao? Nếu như bắt được thật, chúng ta có thể đi mắng hắn không? Phạm việc gì cũng có nhân quả, kẻ phạm pháp tự nhiên sẽ có pháp luật xử lý. Đó thật sự có lòng hối cải thì chúng ta nên tha thứ, đồng thời giúp đỡ họ. Dạ, thưa sư phụ. Sự việc chính là như vậy đó, thưa sư phụ. À, tôi hiểu rồi. Thưa chú cảnh sát, có phải chú đã bắt kẻ xấu đó lại rồi không? Tiểu sư phụ à, tôi đã nói chuyện với sư phụ, hắn đã bị bắt rồi. Thực ra hắn chủ động ra đầu thú, chúng tôi cũng cảm thấy rất là áy náy. Thật vậy sao? Kẻ trộm đó là một tội phạm bị truy nã. Hắn là nhân vật số 1 trong số tội phạm. Chúng tôi truy lùng hắn đã lâu, lần này không biết là vì nguyên do gì mà hắn ra tự thú. Cho nên lần này bất luận như thế nào cũng phải cảm ơn các vị sư phụ đã giúp đỡ. Đừng có sáo, đừng có sáo. Hy vọng là trong thôn này mau chóng lấy lại sự bình yên. Nhưng còn có một chuyện này nữa mà tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Ở trong tù hắn luôn miệng nói là hắn muốn được gặp sư phụ, thật không thể nào hiểu nổi. Ủa, hắn muốn gặp sư phụ để làm gì vậy? Có phải là muốn báo thù hay không? Thôi cứ mặc kệ hắn đi, dù sao thì hắn cũng đã bị giam rồi. À khoan đã, để tôi theo anh một chuyến. Sư phụ, người muốn đi thật sao? Đúng vậy, không biết là hắn định làm gì, không biết là có nguy hiểm không đây. Đừng lo lắng, biết đâu chừng có thể giúp được người ta. Tại sao giờ này sư phụ vẫn chưa ra vậy hả? Sư phụ! Sư phụ! Chúng con cứ ngỡ là sư phụ bị người xấu hại rồi. Không phải sư phụ bị người xấu hại mà là Hoan Hỷ cứu người xấu. Con đã cứu người xấu hả? Ủa, đây là quyển nhật ký của con mà. Tên trộm đó thừa cơ hội nên lấy đi quyển nhật ký của con. Ngay sau khi xem xong rồi, chú ấy cảm thấy tuy tuổi của con còn nhỏ nhưng lại hiểu rõ tốt xấu thiện ác, có được cái tâm thuần chân. Chú ấy tự thấy rất là hổ thẹn nên quyết định ra đầu thú, chấm dứt đời sống trốn chạy. Mà còn mong rằng sư phụ nói chuyện nhiều với chú ấy về đạo lý làm người. Hoan Hỷ, lần này con đã giúp chú ấy nhiều rồi đó. Con chỉ dùng nó để viết chơi vài chữ và ghi lại một vài lời sư phụ dạy, đâu ngờ rằng nó lại giúp được người. Không toan tính lập trường, không chấp trước mới có thể vượt qua tất cả khổ ách. Cũng giống như Hoan Hỷ dùng cái tâm không toan tính thuật chân viết ra nhật ký mới có thể cảm động. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam